chào quý cô chú anh chị đã trở lại với kênh của vườn mai nhà em ngày hôm nay Và hôm nay là clip ngày 9 tháng 5 Trở lại với kênh thì em lại tiếp tục giao lưu mai giống siêu bông bình lợi nha cả nhà Thì đây là mặt hoa siêu bông bình lợi Hoa từ 15 cho tới 25 cánh Và mặt hoa rất là to Trung bình tầm 6 cho tới 8 xăng nha cả nhà Đây là mặt hoa siêu bông bình lợi nha Hoa nở chùm cực kỳ là đẹp luôn Sau đây thì em sẽ vào giao lưu cây cho cô chú anh chị mình cùng xem và chọn lựa nha đầu clip thì em giao lưu một lô siêu bông mình lại gốc nhất nha cả nhà thì lô này là có củ đế hết luôn có đế lò xo nè đế quái nè xoắn ốc rất là đa dạng nha cả nhà và bo là đã lên giao lương hết luôn và mình có thể lấy ghép được liền luôn nha cô chú anh chị một cây sẽ lấy dao động tầm khoảng từ 10 cho tới 13 14 bo một cây như thế này và cao trung bình là tầm khoảng 25 cho tới 40 xăng nha cây rất là ok luôn cô chú anh chị cây là có xử lý cũ để hết cho mình luôn nha cả nhà dám giao luôn sẽ là 100.000 một cây hai cây gửi hàng ba cây em bao ship cô chú anh chị mình mua 10 em sẽ tặng một nha cây phát triển rất là xanh tốt và rất là ok luôn cả nhà siêu bông mình lại nha hàng là em bao chuẩn giống 100 phần trăm nha cô chú anh chị ngoài ra thì em còn có lô siêu bông mình lại làm đế bí và đế bính nha cô chú anh chị thì lô siêu bông mình lại này À, bộ đế rất là đẹp nha cả nhà bí với bính là tầm 6 muối trở lên cây thì sẽ lấy dao động tầm khoảng từ 15 cho tới 18 bo một cây nha là cây rất là ok luôn cô chú anh chị và bo là đã già hết luôn và mình có thể lấy bo được liền luôn siêu bông mình lại nha cây rất là đẹp luôn cô chú anh chị Giám giao lưu cho lưu này là 160.000 một cây một cây gửi hàng hai cây là em bao ship cô chú anh chị mình mua 10 em sẽ tặng một nha số điện thoại em là 0973 6588 12 và sau đó em cũng có dùng cho Zalo luôn nha cô chú anh chị. Cô chú anh chị mình có nhu cầu đặt hàng thì cứ liên hệ em nha. Em xin cảm ơn rất là nhiều. Chúc cô chú anh chị mình có một ngày vui vẻ ạ. À. Em xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại cô chú anh chị trong những video lần sau.